để khởi động cho cái hình ảnh chủ đề người thầy từ đời sống đến thơ ca, để rồi sau đó đặt thầy, thực chất thầy muốn nói từ thơ ca, hình ảnh người thầy trong thơ ca trong mối quan hệ với đời sống, và quá đó thầy chốt lại, thầy khép lại bằng những cái lời nói phân tích về truyền thống tôn sư trọng đạo. Thì để khởi động cho phần này thì thầy nhắc lại chủ điểm tháng 10. Chủ điểm tháng 10 là cảm ơn mẹ hiền. Trong chủ điểm tháng 10 thầy có đọc một bài thơ của nhà giáo Văn Như Cương. Bây giờ trong toàn trường có em nào thuộc thì xung phong đứng dậy đọc để thầy tặng một món quà. Có ai thuộc bài cổng mẹ đi nhà thơ họ Văn? Có ai thuộc không? Mời em. Không, có mời một em học sinh lớp 7, bài B. Bài B là bài A. Mời em, được kính đó. Lên đây. Xin đọc bài thơ Cổng mẹ. Con 63 cổng mẹ 94. Trời ơi trời mẹ nghe thế này ư? Thôi con đừng có lo cho mẹ, mẹ sợ chân con lại mỏi như. Xin toàn trường một tràng vỗ tay thật to. Thực ra thì con có một vài chữ chưa thật là chính xác, nhưng mà thuộc thơ như thế này trong cái hoàn cảnh như thế thì đáng nhận phần thưởng lắm rồi. Em mình giới thiệu với bản thân. Em tên là Lê Thị Yến Nhi, học sinh lớp 7 ạ. Cảm ơn bạn Yến Nhi. Thầy tặng bạn Yến Nhi một món quà của nhà trường. Món quà nhỏ thôi nhưng mà rất là biểu dương tinh thần của em đã thuộc một bài thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ, nhà giáo Văn Như Cương. Một người thầy rất là giỏi, nổi tiếng và là một người con rất là có hiếu. Cảm ơn em, chúc em học giỏi. Mời em về chỗ. Bây giờ thầy lại đặt một câu hỏi nữa là bạn nào biết trên VTV7 có cái chương trình nào về thầy cô bắt đầu bằng hai chữ thầy cô? Mời em học sinh lớp 9C. Em thưa thầy là thầy cô chúng ta đã thay đổi. Em trả lời cho thầy xem là các thầy cô của chúng ta đã thay đổi chứ. Em thấy là rồi ạ. Cảm ơn em. Xin chúc mừng các thầy cô đã thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Và cảm ơn câu trả lời của em và tặng em một phần thưởng. Em phải giới thiệu về bản thân. Em thấy là Phan Cơ Thái học sinh lớp 9A. Chúc mừng Cớ Thạch ạ. Phán Cớ Thạch. Tên của em là trùng với tên, không trùng họ nhưng mà trùng với tên của một cái người đã từng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao rất là nổi tiếng, là thân sinh của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hiện nay. Ông có tên là Nguyễn Cớ Thạch. Phạm Bình Minh mà lại có bố là Nguyễn Cớ Thạch. Chúc mừng em. Có tại sao thì chúng ta đã tìm hiểu lịch sử chứ các em. Như vậy là thầy khởi động cái phần của thầy về chủ đề người thầy và truyền thống tôn sư trọng đạo bằng hai câu hỏi, và rất cảm ơn là đã có câu trả lời. Chương trình thầy cô chúng ta đã thay đổi được phát trên VTV7 một tuần 2 lần vào 20 giờ và được phát lại trên kênh VTV1. Chương trình này có nhiều điều rất là hay, rất là bổ ích hướng đến các thầy cô. Nhưng mà khi thầy cô chúng ta thay đổi theo chiều hướng tích cực thì chắc chắn các em sẽ được hưởng lợi. Thầy muốn các em im lặng để thầy bắt đầu. Thực ra là thầy làm nói nhiều như thế nhưng mà chưa bắt đầu. Kính thưa quý thầy cô, thưa tất cả các em. Hình ảnh người thầy là một hình ảnh quen thuộc trong truyền thống, trong đời sống.
truyền thống tốt thứ trong đạo đã trở thành truyền thống xuyên suốt, không chỉ có ở Việt Nam mà ở nhiều dân tộc trên thế giới. Bởi vì một lẽ, nhân loại muốn tiến bộ thì phải học tập. Có Nguyễn Trãi có câu: nến thờ nến thầy nhờ có học, nó ăn nó mặc bởi nó làm. Người thầy thì gắn với hình ảnh người thầy, gắn với đạo học, gắn với việc học. Khi việc học được coi trọng thì người ta coi nó như là đạo học, và coi là đạo bởi vì việc học đã được coi là công việc rất là thiêng liêng cao cả. Vì từ công việc này người học nhận được những giá trị tinh thần quý giá cho sự phát triển về trong bản thân, về thể chất cũng như tinh thần trí thức. Vì thế cho nên trong đời sống, từ việc tôn thờ đạo học thì có cái sự, một cái thái độ, một cái ứng xử, đó là thể hiện tôn sư. Tôn sư có nghĩa là đề cao vai trò của người thầy. Vì sao đề cao vai trò của người thầy? Nó gắn với trọng đạo, là đề cao vai trò của trí thức, mà người thầy từ đó liên quan đến người thầy. Bởi vì người thầy là hình ảnh, là biểu tượng của người chuyên chở, tráo truyền, khơi gợi, dẫn lối trí thức. Người nghệ tỉnh có một câu đối nổi tiếng, mà người nghệ tỉnh của chúng ta nổi tiếng là hiếu học. Cho nên ở đất nghệ tỉnh, học sinh thì ham học. Nghệ tỉnh là bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh. Học sinh thì ham học, hiếu học và khổ học nhất trong cả nước này, cả cái đất nước Việt Nam này. So sánh văn hóa các vùng miền thì người ta thấy văn hóa xứ Nghệ có cái đặc trưng như thế. Học trò xứ Nghệ giỏi và thầy xứ Nghệ cũng giỏi. Thầy đồ thì thầy đồ xứ Thánh, thầy đồ xứ Kính Bắc, thầy đồ xứ Kính Kỳ, thầy đồ khắp xứ. Nhưng mà nhắc đến ông đồ xứa xứ Nghệ, càng dạy chữ càng nhiều, tính tình người xứ Nghệ càng mến lại càng yếu, thì hình ảnh đồ nghề là một biểu tượng cho trí thức của người thầy trong truyền thống Việt Nam. Có một câu đối rất là nổi tiếng như thế này: sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa. Cha đồ, con đồ, cháu đồ cả nhà. Chúng ta thấy có một cái nghệ thuật chế chữ khoái và đồ. Khoái là thức ăn của dân nghèo, bây giờ thì khoái là đặc sản đấy. Bây giờ khoái là đặc sản. Nhưng khoái xưa vì không có gạo, không có, vì hết gạo mới phải ăn khoái. Vì khoái dễ trồng, vì khoái không cần phải đầu tư nhiều và củ là cứ lắm lắm. Cho nên sáng khoái, trưa khoái, tối khoái, khoái ba bữa. Đói, nghèo, khổ, nhưng cha đổ, con đổ, cháu đổ cả nhà. Đổ đây là dùng ngã nhá. Thầy vì là thầy là người đức thọ của chúng ta, cho nên là thầy cũng đọc được là chữ đổ cho nó điều, cho nó đúng chính tả, đúng chính âm. Và nói đến người thầy, nói đến truyền thống tôn sư trọng đạo trong lịch sử Việt Nam, thì không thể không nhắc đến những người thầy nổi tiếng. Người thầy được coi là người thầy nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam, do cái tư liệu lịch sử cũng phong phú để lại, là thầy giáo Chu Văn An. Bây giờ ở Hà Nội có cái trường Chu Văn An nổi tiếng ấy, gọi là, trường đấy gọi là trường Bưởi, sau đó lại tên là Chu Văn An. Thầy Chu Văn An trong sách, trong chương trình giáo dục công dân và ngữ văn, các em cũng đọc, cũng có một vài thông tin liên quan đến thầy Chu Văn An, chúng ta có thể đọc được. Học trò thầy Chu Văn An thành đạt rất nhiều, và khi thành đạt rồi thì quay về gặp thầy vẫn cúng kính, vẫn mãi mãi là tôn sư. Và trong lịch sử Việt Nam còn có người thầy nổi tiếng nữa là thầy Nguyễn Đình Chiểu, người ta thường gọi là Đồ Chiểu. Đồ Chiểu, Đồ Chiểu là các em học sinh lớp 9 được học cái truyền Lục Vấn Tiến ấy, liên quan học hành thí thủ để làm quan, nhưng rồi là vì hoàn cảnh gia đình rồi bị mù, ông trở về bốc thuộc và dạy học. Ông là được gọi là Đồ Chiểu, có rất nhiều học trò giỏi, và đặc biệt ông nổi tiếng với cái tinh thần yêu nước sâu sắc, tinh thần yêu nước đến mức quyết liệt, đến nỗi mà ông ghét Pháp, quân Pháp thắc xâm lược á, ông từ chối tất cả những gì thuộc về văn minh phương Tây, bởi vì ông là người yêu nước.
đến nỗi Pháp nó làm một con đường rất to, rất hiện đại cắt ngang qua làng ông. Mà ông dứt khoát không đi trên con đường ấy, để sáng làng bên kia thăm bạn mình thì ông chui qua cổng ông đi. Dứt khoát không ăn bánh mì, dứt khoát không dùng bút sắt, tức yếu lược đến mức cực đoan như thế, ghét tây đến mức cực đoan như thế. Thường hay là yếu cái gì á, thì sẽ cắm thu cái ngược lại. Nhà thơ Xuân Diệu có câu là yếu và cắm hai đợt sóng ao ao vỗ bên lòng rồi mãi thấy trắng sao. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, người thầy Nguyễn Đình Chiểu yếu lược đến mức như thế. Một người thầy, thầy cũng muốn nhắc đến hai tên tuổi thầy muốn nhắc đến, đó là thầy giáo Nguyễn Tất Thanh và thầy giáo Võ Nguyên Giáp. Trước khi trở thành một chính trị gia lừng lẫy, biểu tượng cho văn hóa dân tộc Việt Nam lừng lẫy Nam Châu là Hồ Chí Minh á, thì thời thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó có tên là Nguyễn Tất Thanh đã có 9 tháng dạy học tại Dục Thánh Học Hiệu, gọi là trường Dục Thánh ở thành phố Phan Thiết, ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hiện nay. Thì trước khi lên đường cứu nước, bác Hồ có 9 tháng dạy học. Thông tin về trường Dục Thánh thì tình cả và những cái hình ảnh người thầy ở trường Dục Thánh thì các em chờ đọc trong văn học tuổi trẻ tháng 11. Có một bài liên quan. Người thầy nữa nổi tiếng, đó là thầy giáo Võ Nguyên Giáp. Một thầy giáo dạy lịch sử các em ạ. Một thầy giáo dạy lịch sử mà trở thành một vị tướng lưng lẫy. Ông Võ Nguyên Giáp đã suốt một đời đi làm, suốt một đời binh nghiệp, không được thăng một cấp nào. Không được thăng một cấp nào. Chỉ có thay đổi là từ chỗ đội trưởng đội Việt Nam tuyên chiến giải phóng quân trở thành đại tướng. Không được thăng cấp nào cả. Bác Hồ phong đại tướng luôn. Võ Nguyên Giáp trước khi là người nổi tiếng như thế là một thầy giáo dạy môn lịch sử. Ông trong một bộ phim tài liệu về ông nói rằng là nếu không có chiến tranh, nếu dân tộc không rơi vào vòng nô lệ thì tôi làm thầy giáo dạy lịch sử. Thì tôi mãi mãi là người thầy giáo dạy lịch sử. Nhắc đến hình ảnh một số người thầy nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, trung đại và hiện đại, thì thầy cũng muốn nói đến những cái người thầy thời đương đại, nhưng mà vì thời gian không cho phép cho nên chúng ta ôn lại truyền thống để biết rằng là lời trí ấn là truyền thống bền bỉ sâu thẳm trong văn hóa Việt Nam, chứ không phải là cái phóng trào bấy giờ mới khởi dậy, chứ không phải thầy truyền về đấy mới tréo cái lời trí ấn lên. Cho nên thầy đã nói về người thầy trong thơ ca, người thầy trong cá giáo tục ngữ, nói rõ ràng từng cái lĩnh vực. Thứ nhất, người quá đấy các em sẽ hình dung ra hình ảnh người thầy, mọi người sẽ hình dung ra hình ảnh người thầy. Người thầy làm công việc như thế nào? Người thầy làm công việc thầm lặng. Người thầy là người có nhiều trăn trở, người luôn mong muốn đem lại những điều tốt đẹp cho học trò. Đã nói người thầy là như thế. Người thầy là người làm công việc thầm lặng, nhiều trăn trở, luôn mong muốn đem lại những điều tốt đẹp cho học trò. Người công việc của người thầy có một đặc điểm như thế này. Thời gian của người thầy á, ví dụ năm mới của mọi người thì bắt đầu từ tháng giêng, bắt đầu từ Tết, bắt đầu từ mùng 1 Tết. Nhưng mà thời gian của chúng tôi, thời gian của thầy, thời gian của các thầy cô đây là như thế này. Trong bài thơ, trong một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm, thời gian của chúng tôi, năm mới của chúng tôi không bắt đầu từ tháng giêng. Tháng 9 gõ ba hồi 9 tiếng, cổng trường mở ra, năm mới ùa vào. Ánh mắt nào cũng trời thú xôn xao, tiếng nói chen nhau, sân trường thành chật hẹp. Mỗi tiết học 45 phút, cả chiều dài thế kỷ xếp sao đây. Sáng hồi hộp từng trang, đêm thao thức từng dòng. Khép lại nhà báo ấm lành lo âu, hồi trống gọi những niềm vui tới lớp. Thời gian của chúng tôi không tính tháng tính ngày, tính bằng những lớp người lớn lên nối tiếp. Thú vừa đón lứa đầu mùa é ấp, hè đã chào lứa tuổi 9 ra đi. Thời gian của thầy cô có điều đặc biệt như thế. Trong một tiết học 45 phút nhưng mà muốn đưa đến cho các em hiểu biết về cả thế kỷ, muốn đưa đến các em hiểu biết về hàng trăm triệu năm. Các em biết cái hàm lượng trí thức, những cái thông tin đó nén trong những giờ lịch sử, đúng không ạ? Nén trong những thông tin khoa học, đúng không ạ? Và công việc của nhà giáo luôn luôn đầy trăn trở.
dạy dỗ thì nhiệt tình, dạy dỗ thì nhiệt tình, tần tấm, tần tùy, tần tinh. Và luôn mong muốn học trò gom nhặt được những điều mình trao đổi với các em, mình hướng dẫn cho các em. Các thầy cô luôn đau đáu một nỗi niềm như thế. Cho nên mỗi lần cầm khăn xóa bảng, mỗi lần cầm khăn xóa bảng, biết là thương trách bàn tay những điều thầy vừa mới giảng, lẽ nào những điều mình vừa mới giảng, lẽ nào thành hạt phấn bay. Thầy cố bao giờ cũng lo lắng một điều là những điều mình giảng đến khi cầm khăn lau bảng xóa đi rồi thì liệu có còn gì ở các em không, hay là thành bụi phấn bay đi cả. Thầy cố luôn trăn trở những nỗi niềm như thế. Cái bài thơ, có bài thơ mà có những dòng thầy vừa mới đọc: mỗi lần cầm khăn xóa bảng, biết là thương trách bàn tay những điều mình vừa mới giảng, lẽ nào thành bụi phấn bay, chính là tên bài thơ của nó là Phấn Bay của nhà thơ Ngô Hà Phương. Nói đến phấn bay thì chúng ta biết có một hình ảnh quen thuộc với thầy cô, đó là phấn. Dù có sử dụng máy móc thế nào thì thần thái của thầy cô, máy móc gì, phương tiện gì, hiện đại thế nào thì thần thái của thầy cô, chúng ta hãy sử dụng từ thần thái, đúng không? Thần thái của thầy cô phải gắn với viên phấn. Ngô Bảo Châu nổi tiếng thế giới làm cho giới khoa học, toán học thế giới ngả mũ kính phục. Nhưng mà mỗi lần giảng bài thì ông vẫn cứ phấn trắng và bạc, ông cũng phải vẽ lên. Tức là thần thái của thầy cô dù ở đẳng cấp nào thì thể hiện bằng phấn. Cho nên bục giảng hay là nơi thầy cô trình diễn, nơi thầy cô thể hiện cái hoạt động của mình là vùng phấn bay. Cho nên nhà thơ Phí Tuyệt Bá có một bài thơ nổi tiếng là Vùng Phấn Bay. Có những câu thơ như thế này: bao nhiêu viên phấn đã mòn, bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung, nước trôi về xứ vô cùng, thầy thương thầy ở lại một vùng phấn bay. Nước trôi về xứ vô cùng, thời gian vẫn cứ chảy trôi, thế hệ này thế hệ khác vẫn cứ đi qua, riêng thầy thương thầy ở lại một vùng phấn bay. Sự công việc của người thầy thầm lặng nhiều trăn trở là như thế, thầm lặng là như thế, cùng là một công việc giản dị như bao nhiêu công việc khác, cùng là một công việc bình